Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phô mai Ninh Thuận các bạn nha. Đầu tiên là một cái phôi khá là đẹp các bạn. Một cái phôi có hoành thân chính của nó là 40 ha. Hoành thân chính của nó là 40. Chiều dài của cái bầu này nó là 60 nha các bạn. Cây này nó có hai cây nha. Cây lớn ở phía trước và cây nhỏ ở phía sau. Đó, cây rất là đẹp. Rất là ok các bạn. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 40 nha. Nó phôi rất là đẹp. Một phôi rất là đẹp. Và phôi này thì giao lưu với các bạn với giá là 1 triệu 200 nghìn ha các bạn nha. 1 triệu 200 nghìn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một cái phôi nhà nhà các bạn ơi. Một cái phôi hoành 30 và chiều cao của nó chặt tầm khoảng 35 các bạn, từ rễ lên. Từ cái phần rễ lên ở tầm khoảng 35 nhé. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 250 nghìn nha các bạn. 250 nghìn, giá chỉ bao gồm phí vận chuyển nha. Cây thì nó nhàn nhàn, thành thử ra là giá nhàn nhàn nha các bạn. Cây nào VIP thì mình để giá nó VIP tí. Rồi tiếp theo là một cái phôi hoành 35 MB3. Hoành 35 và chiều cao của nó là 45. Cái phôi này là nó gồm có hai cái cây nó ăn vào nhau nha các bạn. Hai phôi nó ăn vào nhau đó các bạn. Cây không nồi. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 300 ngàn luôn. 300k. Phôi MB3 300k. Cây cũng đẹp ha. 300 nghìn. Rồi đến với MB4 là một cái phôi cũ hôm trước đăng lại các bạn. Hôm trước đăng lại một cái phôi hoành 27 và chiều cao của nó là 54. Chi chốt rất là ok, bầu zin nha, cây rất là đẹp. À, cây này thì giao lưu các bạn với giá là ngày hôm nay để bạn trái giá cũng dễ chơi lắm, MB4 giá là 300 ngàn luôn. Bạn nào thích thì liên hệ nghe, 300 ngàn luôn nha các bạn. Một cốt hai thân, chi chốt đẹp, cây này 300 ngàn là rẻ lắm á. Rồi tiếp theo là một cái phôi MB5, phôi cũng là phôi cũ. Phôi cũ các bạn ơi. MB5 hoành 40 và chiều cao là 62. Cái phần đó nó bị người ta chặt nha. Chốt thì nói chung là nó cũng bằng ngón tay cầm tay hết á. Các chốt là bằng cầm tay hết nha. Cây khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó có phần lỗi đó. Cái này về mình bọc cái phần bọc nhựa lại xong mình đổ epoxy vào. Vệ sinh xong rồi mình đổ epoxy rồi đánh bóng lại như là nó ôm đá vậy. Ôm cục đá quý vậy. Như cẩm ra cẩm thạch vậy. Đẹp. Phôi này MB5 này nó giá là 450 ngàn các bạn. MB5. MB5 400 ngàn. 450 ngàn các bạn. 450k. Rồi tiếp theo là mã MB6 là mã cuối cùng nha. Một cái phôi hoành 23. Bầu zin. Rễ thì thôi chích hết nha. Rễ chích hết luôn. Cây này về là rất là chi là dễ sống luôn á. Rễ quá trời rễ luôn mà. Cây nhỏ mà chi chốt tùm lum hết. Rễ thì thôi búa xua ha. Phôi này để các bạn chơi với cái giá cực kỳ hữu nghị nha. 250 ngàn các bạn. MB6 250 ngàn. Đó. Bạn nào thích thì mình liên hệ nha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ngày mai Việt Nam sẽ có một cái trận thư hùng với đội tuyển Thái Lan. Và các bạn hãy dự đoán tỷ số của trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan để được nhận một phần quà ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn.